Thủ tướng Nhật Bản gặp Tổng thống Pháp Macron. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp Tổng thống Pháp Macron bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng vào hôm 26 tháng 6. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các phương án giải quyết giá năng lượng tăng và thay thế dầu khí nhập khẩu của Nga, cũng như các biện pháp trừng phạt không làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt ảnh hưởng đến dân số của họ. Nhà lãnh đạo Nhật Bản đã phải đối mặt với mối quan tâm ngày càng tăng trong nước về chi phí sinh hoạt tăng cao, nguyên nhân là do đồng yên yếu cũng như giá của hàng hóa toàn cầu tăng cao do cuộc xung đột ở Ukraine. Macron của Pháp trước đó đã sử dụng một cuộc họp bên lề với Boris Johnson của Anh để cải thiện mối quan hệ giữa các quốc gia căng thẳng về Brexit cùng một số các vấn đề khác. Các đại biểu từ nhóm 7 quốc gia là Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ đã tập trung tại Scotch Amol, một lâu đài dưới chân núi Westerton để tham dự hội nghị G7 năm nay.